Hello, hello. Chào bằng Nguyễn nha, chào xem để con mọi coi rảnh rỗi không vào đây nghe Lê Sở Lật kể chuyện Hồng Kông. Chào cái nè. Mình đang xem một cái bài báo của cái đứa nào nó nói về về cái năm chạy này ở Hồng Kông. Có bạn nào gửi cho cái link ra mình vào đây mình xem. Thì ở đây để mình đọc qua cho các bạn nghe. Chạy cái gì? Trại Hồng Kông bắt đầu từ năm 76 vì có một số người đến đó. Các nước cho định cư rất nhanh. Đến năm 79 thì chiếc tàu Cadillac đi từ Nha Trang, Đà Nẵng, đa số là người Hoa. Khi họ tới Hồng Kông thì chính phủ ở Hồng Kông không cho vào. Họ phải chờ ở đó 4 tháng sau. Và có một người cắt dây và chiếc tàu nặng 3.000 tấn từ từ chìm. Chính phủ Hồng Kông mới mở cửa và bắt đầu cho phép người ta vào. Cẩu lùng đó. Và thành lập trại từ đó. Nhưng sau 3 năm thì họ thấy nuôi những người này quá tốn kém và họ đã để đi làm. Cũng trong thời gian này chưa có luật lệ chặt chẽ nên đã có những cuộc xô xát xảy ra giữa người Bắc và người Nam. Trong số đó có những người đã chết vì cãi vã nhau. Đến năm 82 thì chính thức trại cấm bắt đầu. Lúc đó chính phủ Hồng Kông không muốn cho người Việt Nam đến Hồng Kông nữa. Nhưng người ta đến càng ngày càng đông đến độ không có chỗ chứa và chính phủ phải mở tất cả nhà tù ra và luật của trại cấm là áp dụng giống như trại tù của Hồng Kông. Mỗi ngày ăn 2 bữa, người tị nạn không có tên mà chỉ có số và những người tị nạn phải dồn ép sống chung với nhau. 3 người ngủ chung một giường có 3 tầng. Sống trong những khu nhà tôn rất nóng, chung quanh là kẽm gai. Buổi sáng khi họ đánh thức dậy là người tị nạn phải dậy hết và hai tay để sau đầu. Khi người ta kiểm tra phải đứng lên đọc số của mình bằng tiếng Quảng Đông. Cái này là bố láo nhá. Có nhiều người lớn tuổi không nhớ được số mà lại phải đọc bằng tiếng Quảng Đông nên bị phạt, bị gậy ba tong gõ lên đầu, bố láo bố tét. Ăn uống thì giành giật nhau vì luật nhà tù nên không có chén đĩa mà họ chỉ phát cho mỗi gia đình cái thau, mỗi cá nhân một cái muỗng bằng ni lông. Một hộ gia đình thì chỉ đi lãnh cơm trong cái thau và ngồi xuống đất dùng cái thìa của mình ăn. Mẹ, thế mà cũng nói được. Nhiều khi đi vào trại tôi thấy 7 8 cái đầu cúi xuống một cái thau, thấy rất là đau lòng, giống như một con vật gì đó đang giành nhau để ăn. Cái này không biết nó ở Hồng Kông có rất là nhiều trại thì mình không biết là cái trại này cái người này nói là trại nào. Chứng kiến sự đối xử tệ hại của chính quyền bản xứ với thuyền nhân, Việt Nam sơ Mỹ Hạnh quyết tâm tranh đấu với cơ quan chức năng để yêu cầu chính quyền thay đổi chính sách. Đây là cái người này, cái người viết cái tờ báo này nói là năm 82 bắt đầu mở cửa, là có trại cấm. Chào người đẹp hôm qua mới hát vô ông bạn ở Cát Bi Hải Phòng. Đó vậy hả? Hơi mới hát với
Chào tất xin chào, xin chào. Chào Nhung Vi. Chào chị Lisa, chào Hà Phạm, chào tất cả các bạn, các anh chị em nhé. Ai có mặt ở đây thì nghe, tại vì hôm qua Lisa thấy có bạn nào nói là biết cái gì bí mật ở Hồng Kông rồi này kia các thứ. Thì Lisa là người tị nạn thời đó đi sang Hồng Kông ở trong trại. Thì mình không biết những người khác ở trại như thế nào, nhưng mà mình khi mình tới đó ấy, thì đã nghe thấy là ngày xưa đó, khi mà người Việt Nam qua Hồng Kông ấy, thì họ cho người Bắc người Nam sống chung với nhau. Nhưng mà Bắc với Nam thì làm sao mà sống chung được với nhau, đánh nhau thế rồi cuối cùng nó mới phân ra làm hai trại, trại Nam và trại Bắc. À, ai người Nam hình như có cả trại con gái nữa cơ. Con gái độc thân á, ra ở riêng một chỗ. Và người Nam sống với người Nam, người Bắc sống với người Bắc. Thì mình không biết những cái trại khác như thế nào, nhưng mà mình sống ở trong cái trại đấy sướng bỏ mẹ được, đâu có cái gì đâu. Mà nghe chúng nó nói gì mà gớm thế. Nó nói cái gì sáng dậy là gọi dậy là phải đọc tên, cái đấy là bố láo, không có đâu các bạn nhá, cái không có cái vụ đấy đâu. Ở trong trại sáng ngày ra là nó có một cái nhà ăn rất là lớn, lớn phải bằng lớn lắm, nó gọi phàn thòng, nó lớn lắm. Xong rồi nó có bàn ghế đàng hoàng cho mình đến đấy mình lấy cơm mình ăn. Nhưng mà cái lúc đầu mình tới đấy thì cơm đồ thức ăn đó, họ không có cho muối mặn như ở đây, à như là mình muốn ăn, thế là không có muối ăn, khó ăn lắm, không nuốt được, nó ăn nhạt lắm, nó nấu nhạt lắm, nó không có muối. Thế xong rồi đến cái trại đấy thì bắt đầu ở đấy nó có bán đồ, thì ai có thân nhân gửi tiền vào cho mình thì mình mua mua, cứ đi ra cái chỗ căng tin á, nó có từng đợt mình đăng ký số, cũng dùng số chứ không phải là dùng tên. Rồi mình ra đó để mình lấy mua đồ nếu mà mình có thân nhân. Rồi những cái người ta có thân nhân người ta gửi tiền vào cho thì người ta lại làm ăn ở trong đó nữa các bạn nhá. Những cái người mà có tiền đấy, người ta sẽ mua nhiều đồ và xong người ta mang vào trong trại người ta bán. Đó. Thế rồi đi ăn cơm á, thì nhiều khi cái đồ cơm, đồ đồ thịt rồi cá rồi này kia các thứ, mà thịt bò rồi này kia, người ta phát cho mình không thích ăn, ở đó giấu đem về bắt đầu tự nấu, tự chế ra nồi niêu xong chảo là nấu. Rồi mỗi hàng tuần ấy, cứ thứ bảy hay chủ nhật thì chủ nhật có một ông cha, hồi đó đi xả tẩy có một cái ông cha, ông biết tiếng Việt luôn, giảng bằng tiếng Việt luôn, ông rất là tốt. Mỗi lần ông đi vào á, trời, ông đi bộ từ ở trong cái cảng, ông đi bộ vào trong cái trại, ông mới mua hộ đồ người 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 ở trong trại đấy, ông đấy mới gọi là cha. Bây giờ không phân biệt được bằng không phân biệt Bắc Nam. Xong đó rồi ai nhờ cha mua cái gì nữa, ông ấy lại vác vào cho. Đó. Còn Lê Sà ở đấy mấy năm liền không bao giờ thấy có một người Việt Nam nào vào trong đấy làm từ thiện hết. Bố láo cái bọn này. Hơn nữa, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, trong này nó có nói là nó đi vào nó nhìn thấy cái gì? Tôi chứng kiến cảnh đánh nhau hết quá sức. Cái gì đây trên này nó nói đó. Chứng kiến sự đối xử của chính quyền Việt Nam đâu rồi. Ăn uống thì giành giật nhau vì luật nhà tù nên không có chén đĩa. Mà họ chỉ phát cho mỗi gia đình một cái. Nó phát cho một cái bát to đó. Có. Nó phát cho không có chén đĩa thì nó cầm chén đĩa nó choảng nhau à? Nói ngu thế. Có nhiều người lớn tuổi không nhớ được số và lại phải đọc
lại phải đọc bằng tiếng Quảng Đông nên bị phạt. Cái này là bố nó nhá, ở trại nào thì mình không biết, nhưng mà trại mình nó không có. Tầm bậy, bị gậy ba tong đổ lên đầu, làm gì có ai đánh, chỉ có người Việt mình đánh nhau thôi. Mỗi ngày ăn 2 bữa, người tị nạn ép số như ba người ngủ chung một giường. Cái này làm gì có ba người ngủ chung một giường, tầm bậy. 2 người thôi, cái giường nó mấy tầng ấy, cứ 2 người. Nếu mà giống như là chị em hay là bạn gái với nhau thì thích thích thì ở chung một giường. Rồi gì, nó bảo nó chứng kiến cảnh à, ngồi ăn rồi chứng kiến nhiều khi vào trại, tôi thấy 7 8 cái đầu cúi xuống một cái thau, thấy rất đau lòng, giống như một con vật gì đó đang dành nhau để ăn. Cái mả mẹ, cái con nào mà nói bố láo vậy. Các bạn, khi mà trong trại trại đó ở Hồng Kông đấy, thời đó đó là mình cứ mang bát vào mình lấy cơm, nó phát cơm cho ăn đó, ăn không hết xong đổ bày đầy ra, ăn không hết nó đổ lên cái bàn đấy, ở trong bàn đấy nó không cho mang ra ngoài ăn. Nhưng mà nhiều người giấu giấu cơm mang về, hoặc là giấu thức ăn. Lắm hôm nó cho ăn cá hộp á các bạn, cá hộp về tanh thì không ai thích ăn hết, mà đổ hết đi nhá. Hoặc có nhiều người người ta mang về, người ta giấu, người ta mang về xong người ta nằm ruốc. Cá hộp thì các bạn biết rồi đó, thế người ta nằm ruốc thì nó không cho nấu, nó không cho dùng bếp dùng lửa. Thì các bạn biết nấu bằng cái gì không? Cái ông cha ông ấy hộ mua những cái hộp sữa của trẻ con á, thì mới cắt cái hộp sữa, cắt một khoảng nó bằng cái này thì là làm bằng cái bếp đó. Còn cái trên á làm cái nồi đó, xong bắt đầu á, củi là cái gì các bạn biết không? Mỗi một ngày nó phát cho một quả cam, hoặc là đàn bà nó cũng phát cho cái băng vệ sinh. Hình như ngày nào cũng phát hay là một tuần phát một lần mình quên rồi. Thì lấy cái giấy ni lông đó, cái túi ni lông đó, để nằm củi cho vào cái đó đốt. Đấy là cũng cũng giống như là tù thôi, thế nhưng mà dùng đủ mọi thủ đoạn, dùng đủ mọi mưu mô, dùng đủ mọi kế. Con người Việt Việt Nam mình nói riêng, và tất cả những cái loài người nói chung, khi mà người ta gặp vào bất cứ một cái hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể xoay sở được, rất là hay. Chào các bạn. Thì trong đây nói nhiều cái mình không có chính xác, cho nên là mình thấy là cần nên nói để cho mọi người biết, xong rồi đừng có nghe ba cái tin tầm bậy tầm bạ. Mình thấy sống ở Hồng Kông ấy, ở trong trại Hồng Kông nó sau này thì không biết, nhưng mà cái thời mình ở ấy là rất là an toàn và sướng nữa. Bản thân mình á, mình ở trong đấy đấy nó có cả trường học dạy tiếng Anh nữa. Ai thích đi học tiếng Anh thì ra học tiếng Anh, có người dạy tiếng Anh, người lớn. Rồi trẻ con nó có lớp học cho trẻ con nữa. Rồi những cái đứa trẻ đấy là có như là mình đây, mình có cái công việc, mình xin được cái công việc là dẫn trẻ ra ngoài trại. Có nghĩa là mình không ở trong trại, mình được được dẫn ra ngoài. Ở trên đồi ấy, nó mới xây một cái nhà cho trẻ con học, gọi là outdoor school, học trường ngoài trời ấy. Thì sáng nào mình cũng đi dẫn trẻ nó đi ra ngoài, những đứa trẻ nào mà muốn đi ra ngoài học ấy, thì mình dẫn nó đi lên trên đấy, xong dạy chúng nó hát múa rồi chơi với chúng nó. Thì mình chỉ thấy những cái người mà người ta vào người ta làm từ thiện ấy, toàn Tây thôi, không có một người Việt Nam nào hết nhá. Đừng có bố láo, cái bọn này không biết nó đi đâu á. Nó nói là nó vào từ thiện rồi nó này kia các thứ, nó giúp người trong đó thì mình không biết nó giúp ở cái chỗ nào. Nhưng mà mình là người đi dạy dạy trẻ con học, dẫn trẻ con ra ngoài trại chơi nhá. Là mình mới lại
người Tây thôi. Chỉ có Tây, người Philippines, người Anh Quốc. Có một bà, hai người Anh Quốc, một người Philippines là thỉnh thoảng cứ thay phiên nhau vào đấy. Đã giống như là người ta cái hội từ thiện đó. Thì mình là được được nương. Nương thì được đi làm thì được nương vừa đủ mua được đôi dép, mới lại mua được thùng mì, mới lại gói mì chính. Đó, là mình mỗi một tháng là mình nương của mình như thế. Nhưng mà cũng vui lắm. Đó. Chả có thiếu gì ở trong trại, khi mà có tiền cái gì cũng có ở trong trại, mặc dù nó giống như là tù thật. Thế nhưng mà rất là đông người ở trong đó, mà mình không làm cái gì thì chẳng ai động chạm đến mình cả. Xong rồi ở trong đấy nếu mà có thân nhân mà gửi tiền vào thì không thiếu một cái thứ gì hết, đủ các thứ. Bản thân mình đây, mình tuy rằng mình là ở trong trại cấm nhưng mà ngày nào mình cũng được đi ra ngoài trại, mình dẫn trẻ ra ngoài trại chơi. Thì ở ngoài trại đấy nó có nuôi gà này, nuôi thỏ này, nuôi những cái con vật ấy, để cho những cái đứa trẻ nó xem. Trong này nó nói cái gì? Cái gì thành ra chính tôi so với người. Rồi á, những cái người mà ở ngoài á, không ai được phép đi vào trong trại. Cái con này nó nói là bố láo này, nó bảo nó chứng kiến được cái người người ta ăn rồi người ta chúi đầu vào cái này cái kia. Không có một người nào, kể cả những cái người 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 giống như là từ thiện đấy, chỉ có cái ông cha đấy, ông được vào trong cái chỗ đấy, ông ấy giảng đạo. Ông vào ông làm lễ mỗi một chủ nhật, ông làm trong một cái phòng lớn ấy. Cái phòng đấy là để cho người ta ăn thôi, nhưng mà buổi sáng ấy là ông đó ông được vào, ông cha đó ông làm lễ xong ông đi ra, chứ ông không được phép la cà ở trong cái trại đấy. Cho nên những cái đứa mà nó nói như thế này là toàn bố láo. Làm gì có ai được đi vào trong đấy mà đi mà nhìn người này người kia đâu. Tầm bậy. Chào cả nhà. Cho nên mình nhìn thấy cái bài báo này, bạn nào vẫn xem, bạn nào xem, bạn nào bỏ lên cái link này lên ấy, mình đọc thì mình thấy là chúng nó đúng là nhà báo nói, nhà văn nói láo, nhà báo nói phét là như vậy. Nó làm gì được phép đi vào trong trại cấm để nó nhìn cái này cái kia. Rồi những cái người đầu tiên á, là những cái người đi sang đấy, ở trong cái mình đọc ở trong cái tiếng Anh nó nói thì là ngày mùng lần đầu tiên là có một cái nhóm người tị nạn Việt Nam đi sang Hồng Kông là năm ngày mùng 4 tháng 5 năm 75 là nhóm đầu tiên. Xong rồi đến cái đợt thứ hai là năm 79. Năm 79 là người Việt Nam mình, chính quyền Việt Nam đuổi người Trung Quốc về nước. Thì có những cái người, người ta chắc là người ta thông minh hay là có những người dẫn dắt như thế nào ấy. Thì những cái người đó, người mà bị đuổi về đấy, người ta là người Trung Quốc. Người ta chạy thẳng sang Hồng Kông. Hồng Kông là cái tiếng của người ta. Thì được nhận vào định cư ở ngay trong Hồng Kông luôn. Thì người ta được đi làm. Cái đợt đấy là năm 79. Về sau này bắt đầu những cái người người ta đi đó, giống như mình có một bà bác, bà đi sang Hồng Kông rồi bà gửi hàng về Việt Nam, bà gửi quần áo rồi gửi nhiều lắm. Thế rồi có những cái gia đình cũng có bà con này kia các thứ, rồi cô dì cô chú bác thì lấy người Hoa chẳng hạn, thì người ta sang bên Hồng Kông thì người ta gửi tiền về. Thì bắt đầu nó cái làn sóng mà vượt biên qua Hồng Kông nó mới bùng phát lên. Cái thời đó là người miền Bắc nói là đi Hồng Kông chứ không phải đi Mỹ đi gì đâu. Thế cho nên nó mới bùng phát từ năm 79, sau năm 79 là người Việt bắt đầu bùng phát lên là đi đi sang Hồng Kông rồi buôn người rồi đủ các thứ. Hơn nữa những cái người Trung Quốc ấy ngày xưa cũng rất là nhiều người giúp đỡ cho thuyền nhân tị nạn đi sang Hồng Kông nữa nhá, đừng có mà người dân người ta cũng tốt lắm, nhưng mà về sau này ấy, thì chắc là nhiều người cũng cái kiểu quen cái kiểu hối lộ rồi buôn người rồi này kia các thứ, thế là bọn bọn thuyền ấy, nó biết người Việt mình nhiều vàng thế là nó ra nó bảo sắp có như cái thuyền mình này,
sắp có bão rồi, bây giờ tao kéo mày vào trong bờ thì mày phải cho vàng tao đó. Con chào cô, chào Trương Hạo nhé. Thì kể chuyện Hồng Kông cho mọi người nghe. Thì sang đấy thì nói chung là vào trong trại thì người Việt Nam mình mà sống một trong một cái tập thể thì làm sao mà không có đánh đập nhau đó. Nhưng mà cái nói là bọn Hồng Kông nó đánh thì không có đâu nhá, trừ khi làm cái gì thì nó đánh thôi, chứ còn mình bình thường sống ở đâu mình không có làm cái gì phạm pháp đâu, có ai đánh mình. Mình thấy sống ở Hồng Kông đâu có gì đâu, mẹ chỉ ăn mới chơi rồi đến giờ thì vác bát đi ăn, ăn xong rồi về nô đùa với nhau. Mình thì sáng nào cũng một tuần 5 ngày cứ dẫn bọn trẻ con đi lên trên trại chơi, nên ra ngoài trại chơi dẫn chúng nó đi, chúng nó dạy chúng nó học, dạy chúng nó hát, rồi cho chúng nó xem gà xem vịt ở ngoài nuôi. Chứ đâu có phải là không, ở trong này nó nói là gì đẻ mấy đứa trẻ đẻ trong đó ra không biết con gì, xong rồi đến ra ra ngoài Hồng Kông nhìn con trâu ấy không biết nó là con gì, tưởng con chuột, tại ở trong đấy toàn nhìn thấy chuột bố láo. Hồng Kông là mẹ gì có trâu, mẹ cái loại. Mày lắm mồm quá. Em chào cái gì, em cái gì mai cái gì không biết đọc, đừng viết tắt chạy đất biết dịch đâu. Em chào em Vũ Lì Xà, con chào cô, chào Mai Vàng. Mai Vàng nghe nghe quen quen, không biết có phải người nhà mình không, nhà mình có người tên Mai Vàng. Chào chào hai lần trần đó, cho nên các bạn đừng có nghe nhà báo nhiều cái gì cái đây, mình thực tế mình sống ở Hồng Kông đây đó. Rồi những ai mà có bệnh có tật thì nó trở ra ngoài Hồng Kông á, nó điều trị, chứ làm gì đến mức độ mà như trong cái bài báo này nó nói nghe quá đáng quá. Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Kể lại còn cái thằng thằng cái gì Trung Khoa ở bên bên Đức à, nó hôm nọ mình nhìn thấy nó hai cái thằng điên, đúng là người ta bảo nó là điên cũng đúng rồi. Ngày chủ nhật nó đi ra đấy, nó bảo là nó vào trong lãnh sự quán, lãnh sự quán đâu nó làm gì có anh làm ngày chủ nhật, cái thằng chó ngu. Hơn nữa muốn renew, muốn làm lại cái passport, mình không biết nó là hiện giờ nó là người gì, nhưng mình là người Úc đây, khi mà mình muốn làm quá hạn cái passport của mình muốn làm, mình phải lên cái chỗ mà nó làm giấy tờ đó, mình xếp hàng, không thì mình ra bưu điện mình làm cũng được, mình xếp hàng điền form lấy bằng chứng quá hạn bao nhiêu lâu là bắt đầu là phải điền form này, xong rồi lại phải nhờ bạn bè biết mình bao nhiêu lâu rồi đó, ký tên chứng nhận là tôi biết cái người này, tôi biết cái người này, rồi là chụp ảnh dán vào xong rồi gửi đi, xong nó đến nó bắt đầu nó làm cho đấy, là đấy là làm passport đấy, đấy là mình là người dân ở đây nhá, mình muốn làm á. Như hôm nọ ông anh mình ông quá hạn mấy ngày không biết bao nhiêu lâu, phải làm lại. Làm lại thì phải tìm cái người nào bạn bè không phải ruột thịt của mình để chứng nhận là cái người đó người ta biết cái người này, lại lấy cái số hồ sơ của cái người kia để ký vào rồi điền vào một cái tờ giấy đó, xong bắt đầu mới gửi đi xong phải đậu nộp bao nhiêu tiền nữa. Nếu mà mình lên thẳng trên đấy mình phải xếp hàng dài mõm, mà còn mình ra bưu điện mình làm thì nó làm cho mình thì mình chỉ trả tiền mới điền form mới làm đủ bằng chứng thì mình nộp lên, chứ đâu có phải cứ nhảy vào đứng ở ngoài đấy xong lại bảo tôi muốn làm mà không làm được, đâu có phải đơn giản dùng mồm để nói đâu.
Bố cái thằng ngu nó làm như cái thế giới này ngu hết rồi sao? Mình nghĩ cái thằng đấy nó nói nó làm lại cái passport thì mình nghĩ rằng nó chạy sang Đức, nó muốn xin tị nạn ở Đức, cho nên nó giở quẻ ra nó chọc lãnh sự quán rồi nó chọc này chọc kia đấy, để cho giống như là ví dụ Việt Nam mình không cho nó về hoặc như thế nào để nó lấy cái cớ đấy để nó xin tị nạn Hoa Kỳ. Milo, no. Đi ra ngoài đi, tao đuổi mày ra ngoài. Mãi mãi vẫn là những thất bại. Ừ. Xong rồi người ta bảo chúng nó điên thì chúng nó bảo chúng nó đi đến tận nơi chỗ làm người ta để chúng nó tìm người ta. Đây đây đi ra ngoài đi, tao ghét chúng mày quá. Đây, đi ra. Cho nên là ai mình ở qua Hồng Kông đây, ai muốn biết về Hồng Kông thì cứ hỏi mình, chứ đừng có nghe cái lũ mắt dạy bao que xọt lá. Nói toàn tầm bậy tầm bạ. Cái gì nhìn thấy tất cả ngồi xuống ăn là mẹ gì ai cho mang ra ở trong cái nhà ăn đấy, nó có từng cái dãy bàn một như là Việt Nam mình ngày xưa làm đám cưới ấy. Nó có dãy bàn một xong nó ngồi nó bắt ngồi ở trong đấy ăn không được mang cơm về về phòng đó, nhưng mà người Việt mình hay lắm, cái mẹ gì cũng giấu được, nó có người ở ngoài nó đứng nó gác ấy. Nếu mà mình mà nó bắt được mình mang cơm về ấy, là nó bắt mình vào trong ăn hết đi không thì đổ đi, chứ nó không cho mang cơm về phòng ăn. Mà con này nó bảo nó chứng kiến bao nhiêu người chúi xuống để ăn ăn bố láo mẹ. Nó đâu có cho mang ra ngoài đâu, mà những cái người vào thăm trại nó không bao giờ nó cho vào trại đâu. Tầm bậy tầm bạ. Ở trong đấy cứ có tiền là cái mẹ gì cũng có hết. Có những bà buôn nữa, bà ấy có tiền nữa, người nhà bà ấy hoặc bà ấy có tiền á, bà mua đồ ở trong căng tin á. Xong bà ra vào bà bán ví dụ như mì á, có nhiều người người ta đói quá người ta muốn ăn mì người ta chạy sang cái bà đó người ta mua gói mì sao hay là mua chịu, xong rồi hôm nào có thân nhân gửi tiền vào là mang trả đấy. Bất cứ ở chỗ nào người Việt mình cũng có thể dùng cái đầu làm ăn được, chứ đừng có nói gì ở ngoài một xã hội. Cho nên lý do tại sao người ta đi vì người ta muốn kiếm một cái cuộc sống nó giống như là nó nhanh hơn, nó giàu hơn, tại vì ở Việt Nam đâu có biết được cuộc sống ở Hồng Kông hay là ở bên này ngoài này như thế nào đâu. Chỉ nghe thấy ở người người ở bên này gửi cho ít quần áo sida về thì bắt đầu những cái người nhà đấy là bán đi lấy tiền thì cảm thấy là ồ bên đấy chắc là sướng lắm thì cứ đâm đầu cắm cổ đi thôi, chứ biết mẹ gì bên cuộc sống bên này như thế nào. Biết hay không là do những cái người ở bên này người ta truyền bá về, đúng không? Ồ, bên này cuộc sống sung sướng lắm, người này kia các thứ. Chứ còn những người ở Việt Nam người ta đâu biết cuộc sống ở bên này như thế nào đâu. Người ta đi, người ta thấy như thế, người ta đi. Hơn nữa, rất là nhiều những cái đứa buôn người, cái thời gian đó, nhá. Dẫn người đi vượt biên rồi buôn người rồi này kia các thứ để. Mà những người đi người ta phải có tiền chứ, trừ ly xả ra. Lấy ra đấy không mất tiền. Rồi trên cái thuyền mình cũng có một cái người người miền Nam, chị là người người cái gì Biên Hòa, thì bà ấy lấy chồng người miền Bắc, thì chồng đi sang bên này rồi thì bắt đầu bà ấy đi theo cái thuyền mình, bà bác mình cũng cho đi luôn. Thế là đi sang đây thì bà đó có một đứa con thì nó tách bà ấy ra luôn, tại vì cái thứ nhất là bà không có gia đình, cái thứ hai nữa bà là người trong Nam cho nên nó tách bà ấy đi sang trại khác, trại miền Nam ấy hoặc trại độc thân ấy, trại nữ, chứ nó không cho sống với người miền Bắc tại đánh nhau nhiều quá rồi, mà người Bắc miền Nam không có sống được với nhau đâu. Cái nó kinh khỉnh những cái mặt mặt chúng nó động cái chúng nó dân Bắc Kỳ này kia là ăn đấm à,
nhất là dân Hải Phòng nữa. Đừng có há mồm mà trước mặt nói, đừng có nói cái câu miền Bắc với miền Nam nữa. Có bao giờ người dân miền Bắc người ta nói cái gì về chúng nó đâu, nhưng mà động một cái chứ dân Bắc Kỳ ăn đấm gãy răng, nói cho mà biết. Mà nhiều đứa nó đã ngu rồi, nó lại còn không không thèm học hỏi, trong khi cái tiếng của nó thì nó phải học bằng 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 tiếng gì, có phải bằng giọng miền Bắc không? Đó, mình nói đơn giản như chữ Việt Nam thôi, thế nó đánh vần sao? Việt Việt là chữ V hay là chữ giờ, đúng không? Nhưng mà động há mồm nó nói có vẻ ta đây nói đúng rồi, nói như thế mới chuẩn, còn người khác nói là sai, xong rồi cái giọng điệu như thế là ăn đấm hả? Người miền Bắc người ta máu lắm. Đừng, người ta không trêu ai, nhưng mà đừng có ai trêu, đừng có động vào người ta, có thế thôi. Mình không phân biệt miền Bắc miền Nam đâu, nhưng mà những có nhiều những cái đứa nó như vậy. Ok, mình nói qua qua về cái vụ Hồng Kông Hồng Kiếp này thôi, tại vì nghe thấy bọn này bốc phét quá, nói tầm bậy tầm bạ, nói bố láo bố tuét. Làm gì có cái vụ chúng nó được vào trong trại để chúng nó nhìn người ta cái cuộc sống như thế nào đâu. Ngay cả những cái mình đi làm với những cái người mà người ta vào trại tị nạn, người ta làm từ thiện đấy, mấy cái con Tây đấy, nó cũng đâu được vào trong trại đâu. Nó chỉ được ở bên ngoài thôi, trong trước khi vào trong trại nó có một cái office, nó có một cái văn phòng. Thì người ta muốn đăng ký vào trong đấy làm cái gì ấy, là người ta ở trong cái phòng đấy thôi. Còn khi mà mình đi ra thì mình mới được gặp họ. Đó. Rồi thân nhân mà muốn đến thăm mình ấy, thì cũng có thể đăng ký đi vào thăm mình được mà. Nói thêm chút nữa đi chị. Nói cái gì nữa. Nói thế đủ rồi. Thế đấy, mình nói qua loa về cái chuyện này. Còn nếu mà ai mà không hiểu thì cứ hỏi. Chứ đừng có nghe cái bọn mất dạy, cái bọn nó kiếm tiền quyên góp ấy. Nó quyên góp rồi nó nói rồi đủ kiểu ấy. Cái đứa bạn mình nó đi sau ngày bao nhiêu đấy, hình như năm 88 hay năm 90 gì đó. Nó đi sau những cái ngày đó thì bắt đầu chạy trước năm 88, năm 89 thì bắt đầu những cái người đi trước đó là bắt đầu nó họ mở cửa, họ cho ra Hồng Kông để đi làm. Đi làm nếu mà muốn về trại nữa vẫn có đồ ăn, xong rồi vẫn có cơm ăn, rồi vẫn có chỗ ngủ. Còn đi ra ngoài xin việc làm. Như ông anh mình cũng ở đó một thời gian, ông cũng đi làm ra ngoài đấy. Kiếm việc làm. Sướng của cha ăn được, không không kiếm được thì chui lại vào trong trại ngủ. Đấy, có cái bộ phim mà cái ông cái bà béo hay là béo ở Hồng Kông mà đóng với một cái ông gầy gầy á. Ông trốn vợ ông đi tại vợ ông khó khăn quá, cái phim của Hồng Kông ấy. Xong rồi ông ấy thấy người ở trong trại cấm cắt cái hàng rào chui ra. Ông ấy trốn vợ ông ấy chui vào. Có nghĩa là người Hồng Kông ấy, người ta làm cái bộ phim đấy. Ông với vợ ông ấy, xong rồi ông không muốn ông bị vợ đuổi làm sao đó, thế là ông đi ra đi qua cái trại ấy, xong ông thấy một cái lỗ mà người ở trong trại cấm chui ra, còn ông ấy thì chui vào. Đấy, nó làm phim, nó ý nó nói là người ở trong trại thì muốn chui ra, còn người ở bên ngoài, người Hồng Kông lại chui vào. Mà rất nhiều người Hồng Kông á, nó lấy người Việt Nam ở trong trại cấm nữa. Mình biết nhiều người kia, có đứa ngày xưa nó ở gần nhà mình, nó cũng đi về sau nó đi lấy một cái người Hồng Kông, nó ở lại Hồng Kông, nó lấy người Hồng Kông. Thì đến khi mình về đấy, mình đi sang đây rồi, mình về đấy mình đi chơi, mình cũng tới nhà nó. Ở Hồng Kông chật chội lắm, nhà người Hồng Kông lúc mình ở Việt Nam thì mình cứ tưởng Hồng Kông sướng. Đến khi sang đấy mình mới biết nhà ở như cái chuồng ấy. Đến người dân Hồng Kông mà còn sống khổ sở như thế, nói gì trong trại cấm. Đó. Trại cấm còn rộng á. Trại cấm còn có chỗ đi, chỗ đứng này kia các thứ. Mình tới thăm nhà
Người ở Hồng Kông á, ở như cái ổ chuột ấy, sống khổ lắm. Cái nhà, cái thời đó một cái nhà ở Hồng Kông mà bán đi mua được mấy cái nhà ở bên Úc mà. Người Hồng Kông người ta sống người ta chật chội lắm, mà toàn ở nhà tầng thôi, xong cái nhà bé tí được ba cái phòng thì ngăn ra cho mướn, cho thuê đi. Mấy cái cụ già, nhất là mấy cái người già Hồng Kông rất là khổ. Thì làm sao mà đòi hỏi trong trại cấm như thế là quá sướng rồi. Khi mà mình ở trong trại cấm và mình đi ra Hồng Kông, mình vào những cái nhà dân á, mình cảm thấy có khi ở trong trại cấm còn sướng hơn ở ở trong cái những cái nhà đấy như thế. Nó chật chội, nó khó chịu, rồi những cái người ta mướn nhà người ta rất là khổ. Không được đi ra ngồi ở phòng khách của người ta đâu, chỉ được ở trong phòng của mình thôi. Nếu mà nó cho nấu nướng thì đi ra nấu. Nấu xong lại chui vào cái phòng của mình ngồi, không được ngồi ở phòng khách của người ta. Đó. Như mấy người sang đây toàn bố láo bố tét, ăn nói cứ làm như là không có ai ở hiện diện ở trên cái cuộc đời đấy sao. Ok, nói đến đây thôi nhé các bạn. Đó. Hết hết đồ nói rồi. Tại mình nhìn thấy cái này thì mình nghe mình muốn cho mọi người có thêm cái tin tức. Nếu mà ai nghe thấy người nào đồn đại linh tinh thì nói. Còn nói chung là mình không dám nói là những trại khác như thế nào, nhưng mà trại của mình hàng bao nhiêu ngàn người ấy, người ta sống như thế đâu có cái gì đâu. Có trường học này cho trẻ con này, có outdoor school này. Những cái đứa trẻ mà nó 5-6 tuổi đấy là nó muốn đi ra ngoài nó chơi là mình dẫn nó đi này. Mình đi làm này, mình có nương này, mình làm với những cái người mà người ta vào người ta làm từ thiện Liên Hợp Quốc á. Mình đi làm với bọn Tây này, mình đi ra ngoài đấy này. Rồi nhiều khi có những cái ngày party các thiết rồi. Nó bọn Tây ấy, nó mua đồ ăn vào này. Đó, mình lại được ăn này. Hay là chụp ảnh, chụp yết là toàn là mình tuy rằng mình cũng như trại cấm trong như như người ta, mình được đi ra ngoài. Mình đi làm. Em chào chị Lê Sẻ Vũ và anh chị em. Chứ đâu có làm gì đến mức độ như cái bọn này nó nói đâu. Cái bọn Việt Nam từ thiện mình chưa bao giờ mình nhìn thấy một đứa nào vào trong đấy. Mà mình làm với những cái người người ta làm đi đi làm nhân đạo đấy. Toàn Tây thôi. Làm gì có người Việt Nam. Ngay cả cái ông cha đấy, ông cũng là người Tây luôn nhưng mà ông biết tiếng Việt. Ông đấy rất là hay. Mình thấy ông mới là một người cha thực thụ. Ông mới là hy sinh cho người khác. Nhiều khi ông không có tiền hay là cái gì, nhiều người nhờ ông mua cái này cái kia, ông bảo chứ chắc cha phải bán áo của cha đi quá hết cả tiền rồi, xong phải vác một cái bao mỗi lần vừa đi vừa ăn, vác cái bao đi vào trong trại. Tại mình hay đi ra ngoài trại mà, cho nên mình nhìn thấy cái cảnh ông đi, mình ông vừa đi ông vừa nhai bánh mì rất là cỡ khổ. Thấy những cái người đấy mới là người thực sự người ta làm từ thiện, còn cái lũ ở bên này á, toàn có bọn mắc dạy. Chào đồng chí Lợi Minh. hôm qua Lợi Minh cho mình cái link á, thì mình nói cho các bạn nghe trong trại cấm nó không như chúng nó nói như vậy đâu, tầm bậy. Ở trong đấy á, người ta buôn bán được nữa, buôn bán rồi có đủ các thứ thuốc, là mỗi mỗi một ông đàn ông ấy là hình như là có một bao thuốc một tuần hay là bao nhiêu đó đó. Thế xong rồi cái ông mà đi làm chung với mình ấy này, thì ở bên ngoài trại của mình ấy nó cũng có tù, tù của Hồng Kông nó cũng mang đến đấy, nó cũng cùng một trên một cái đảo đấy. Nhưng mà khi mà buổi sáng là bọn tù phải đi ra nhổ cỏ hay đào cái gì hết, thì cái ông đi làm cùng với mình này, ông mới lấy cái thuốc thuốc mà trong trại nó phát đấy, ông mới mang ra ông đổi cho cái bọn đó, đổi cho cái bọn đeo đó, không biết nó cho cái gì cho ông ấy, tiền hay là cái gì ấy, mình cũng không để ý. Nhưng mà ông đi ông chôn cái thuốc, gói thuốc xuống dưới cái chỗ đấy, xong cái bọn đó nó lại chôn cái gì xuống dưới đấy đó.
Đã tìm đủ mọi cách, kể chặt cả trong tù người Việt Nam cũng tìm đủ mọi cách, không thiếu một cái cách gì. Đó. Rồi á, rồi ngay như cái làm đi làm cùng với mình thì cái ông mà ông trưởng đoàn á, ông ấy là mỗi buổi sáng mà dẫn trẻ ra trại chơi đấy, là ông đi vào trong nhà bếp, ông lấy những cái rau bắp cải hay là rau gì ra cho thỏ ăn đấy. Thì ông lấy nhiều lắm, xong rồi ông lấy bắp cải về ông muối dưa đó, đủ các kiểu, ngay như cái chuyện lấy rau cho thỏ ăn thôi, thế mà còn ăn bớt được rau để mang về muối dưa thì các bạn biết là người Việt Nam như thế nào rồi. Thì cho nên đừng thằng nọ chửi thằng kia giam nữa. Chào đồng chí, chào đồng chí Lợi Minh đó. Cho nên là người Việt Nam mình đi đâu cũng thế thôi à, mình biết cái bản chất của người Việt Nam mình rồi, cho nên là đừng có người nọ chửi người kia nữa, đi đâu cũng tham, đi đâu cũng gian hết, cái độ gian tùy theo cái độ gian, tùy theo cái hoàn cảnh, chứ đứa mẹ nào mà không gian. Mình đã bao giờ mình nói mình không gian đâu, mình cũng gian đấy. Gian được ở ngu gì không gian, mình không ăn trộm ăn cắp thôi, nhưng mà nó có cái cách gian của mình. Đúng không? Những người Việt Nam sang hải ngoại này, đứa mẹ nào mà không ăn gian trợ cấp rồi rồi đi làm tiền mặt, đứa nào mà không thế, chả có đứa nào khác cả. Đứa nọ chửi đứa kia Việt Nam mà ăn hối lộ này kia các thứ, các vị sang đây các vị cũng ăn bỏ mẹ ăn được, các vị chửi đứa nào. Đó. Cái đất nước, những cái nước hải ngoại này nó cũng nuôi các ông các bà, các ông các bà cũng ăn gian của nó, đấy là tiền của tổ quốc ấy, chứ còn tiền gì nữa, gian trợ cấp trốn thuế đó, không phải là gian à, không phải là tiền của tổ quốc à, đấy là mình là một người dân mình đã thế rồi. Chứ đừng nói gì những người cao hơn nữa, tôi đừng nói phét nữa. Ok, về đi. Nói đến đây thôi. Đủ rồi. Bây giờ đi phơi quần áo. Hôm nay trời mưa. Chắc đi sấy. Ok, về đi nha. Chào các bạn nha. Có cái gì thì cứ comment hỏi lấy sao trả lời cho. Bye bye. Chúc mọi người vui vẻ nha.